Rồi nha, anh sát này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này. Ngon lành chưa? Đấy, thế thôi. Tức là anh lấy tay, ôi con này con rách áo ta rồi. Này thầy bỏ chứ vậy. Hiện nay cái tham gia mà tổ chức chăn nuôi với cháu thì... Có vợ không? Có một mình cháu. Chưa có vợ. Chưa. Hai thanh niên chưa có vợ. Cháu làm cách để lấy vợ đúng không? Thế tốt thôi, chẳng có gì. Có gà là có vợ, có gà là có vợ, có gà là có vợ. Có gà là có vợ, đồng ý. Cú vật cá đầu tiên, anh Hoàng đã thành công khi bắt lên được 2 con cá chấm và anh vẫn cố gắng vật tiếp để bắt thêm cá chép. Lần này sẽ rất khó khăn bởi chuyên gia Hà cũng cho biết cá chép đớp mồi xong sẽ lặn xuống ngay, vì vậy anh Hoàng phải thật nhanh chóng mới có thể vật được cá chép lên. Thưa quý vị, thưa bà con, bây giờ đã là 6 giờ tối. Thế nhưng mà giống lợn thì phải khoảng 9-10 giờ tối thì mới về đến nơi. Và chắc là thầy trò mình phải đợi khoảng 3-4 tiếng nữa. Thầy có đói không thầy? Thì tất nhiên là đói. Hình như là cái số tôi nó như vậy. Hầu hết là đợi rất là lâu. Một số cái trường hợp khởi nghiệp ở gà chẳng hạn như ở dưới Kim Sơn cũng thế. Đó, đợt là phải 11-12 giờ đêm vẫn ở cái khu được cái trang trại đấy. Đồng hành với khởi nghiệp rất nhiều chương trình và thường xuyên phải về muộn như thế thì liệu ở nhà cô có nói gì không thầy? Tất nhiên cô cũng nói nhiều, nhưng nói giờ thì mãi nó cũng chán.